Các bạn đã bao giờ thấy một chiếc ấm siêu tốc đẹp như thế này chưa ạ? Ấm siêu tốc Wing model XDM706, dòng ấm cao cấp. Toàn bộ lòng ấm là được làm bằng thủy tinh cường lực chịu nhiệt và inox 304, an toàn tuyệt đối với sức khỏe. Ấm thì sẽ có hai màu, một màu tím than và một màu xanh rêu. Rất là đẹp. 360 độ, không một góc chết. Tự ngắt khi nước sôi. Lòng ấm là thủy tinh cường lực này. Và inox 304. Thiết kế rất là đẹp. Chân đế bằng đồng, dày dặn chắc chắn, hàng nặng. Và cái điểm quan trọng nhất mà chiếc ấm này thì được đánh giá rất là cao ấy. Đây nhìn các bác nhìn này. Đây là cái chân cắm. Chân cắm đạt chuẩn EU này. Có một đường tiếp địa chạm mát này, giắc rất là to, dày. Dây là dây đồng. Đế của ấm cũng vậy. Chân đồng, đế đồng, cực kỳ chắc chắn. Dung tích 1.8L. Rất là đẹp. Tính thẩm mỹ rất là cao. Hàng chất lượng, thành được đã test và tháo ra để kiểm tra dây cũng như là các cái linh kiện bên trong. Dưới một mắt của một người thợ ấy, thành được đánh giá chiếc ấm này khá là cao. Về cả hình thức lẫn chất lượng, độ chắc chắn. Và cái quan trọng nhất của một chiếc ấm siêu tốc đó chính là cái phần đế này, phần dây này, phần đế này và phần tiếp nối với đế này. Những cái phần này mà nó làm bằng đồng chắc chắn thì cái tuổi thọ và độ bền của ấm rất là cao. Và cái điểm đặc biệt nữa là cái ấm này có tính thẩm mỹ. Phía trong sẽ có thêm một cái đèn led, khi mà đun nước lên thì nó rất là đẹp. Phía ngoài đèn led có đèn led báo hiệu này. Và khi ở trong ấm cũng sẽ có một cái cụm đèn led nữa, là hai cụm đèn led. Ngày hôm nay 29 tháng 5 năm 2023 thì rất nhiều bác mà Thành được lên đơn, và trong cái những đơn hàng cuối cùng thì Thành được có quay lại cái video để cho các bác được thực sở thị cái con ấm siêu tốc Wing này, chất lượng như thế nào, hình thức mẫu mã là sao. 29 tháng 5 gửi về cho bác Tài này ở Gia Lâm, Hà Nội này. Bác Linh Nguyễn ở Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận này. Và bác Phát Nguyên ở Tây Hồ, Võ Chí Công. Đấy, cái hàng bên Thành Được sẽ bảo hành chính hãng là bảo hành 12 tháng và lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Đấy, đi kèm sẽ có một phiếu bảo hành viết tay có ký tên, một catalog. Và chiếc ấm này hình thức nó rất là đẹp, cho nên Thành Được sẽ không dán tem ở trên cái mặt bình ấm, mà Thành Được sẽ dán tem ở đáy của ấm. Đây là cái tem sẽ dán như thế này. Rồi công khai địa chỉ, số điện thoại, các bác có thể liên hệ. Và cái tem này nó sẽ đi theo ấm đến suốt đời, nên cho các bác yên tâm. Sản phẩm chất lượng thì Thành Được mới tự tin làm như vậy. Hàng tốt, tự tin, lúc nào cũng công khai địa chỉ, số điện thoại để các bác liên hệ bảo hành. Mọi chi tiết liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Các bác nào đại lý, anh em nhà phân phối muốn lấy buôn số lượng lớn thì liên hệ trực tiếp với Thành Được và đến tại cơ sở số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội để xem trực tiếp hai chiếc ấm này. Một cái mẫu ấm thuộc cái dòng cao cấp, rất là đẹp, chất lượng.